Chào mừng quý vị khán thính giả đến với chuyên mục Nhân sinh cảm ngộ của kênh truyền thông, thông tin và giải trí Thế giới cần chân thiện nhẫn. Kính thưa quý vị và các bạn, mỗi chúng ta từ khi sinh ra đều đang không ngừng trải nghiệm và lĩnh ngộ với mong muốn tìm kiếm cho mình một cuộc sống an nhiên, tự tại và tràn ngập hạnh phúc. Để chấp cánh cho ước nguyện đó, chuyên mục Nhân sinh cảm ngộ xin được giới thiệu đến quý vị cùng các bạn những bài viết, câu chuyện đặc sắc về cuộc sống nhân sinh, những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp từ ngàn xưa, những câu chuyện về niềm tin, sự kính ngưỡng thần Phật và hướng tới đề cao giá trị đạo đức tốt đẹp trong cuộc sống. Bởi chúng tôi tin tưởng rằng ở đâu có sự hiện diện của chân thiện nhẫn thì ở đó đạo đức được hồi thăng, để rồi từ đó mọi sinh mệnh sẽ tìm ra chân lý và con đường dẫn đến cuộc sống hạnh phúc viên mãn cho chính mình. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, chuyên mục Nhân sinh cảm ngộ xin gửi đến quý khán thính giả và các bạn câu chuyện với tựa đề Người mà lòng ôm chi lớn, trước hết phải bao dung được cha mẹ mình. Hết thảy tiền tài, danh dự, địa vị đều chỉ là cái vỏ bề ngoài, đức hạnh mới là điều căn bản. Lấy đức dày chở muôn vật, câu nói này vốn không hư giả chút nào. Chúng ta đều được cha mẹ sinh ra và nuôi lớn, nhưng mỗi cha mẹ đều không hẳn là con người hoàn mỹ như ta mong muốn, đều có những vấn đề này hay vấn đề kia. Và chính những vấn đề này đã trở thành cho cái cớ rất nhiều người không nguyện ý hiếu thuận cha mẹ. Ví dụ, có những cha mẹ tính khí nóng nảy, có những cha mẹ đối với con cái bên trọng bên khinh, có những cha mẹ ít học nghèo khổ, có những cha mẹ quan niệm lạc hậu cổ chấp, có những cha mẹ thân thể không được toàn vẹn, đặc biệt là cha mẹ tuổi tác đã già, đầu óc không còn linh hoạt nữa, thân thể có mùi, nhiều khi còn đại tiểu tiện ngay trên giường, tính khí càng trở nên khó chịu, vân vân. Cha mẹ là đối tượng đầu tiên trong tu dưỡng của chúng ta. Mỗi người đều phải bắt đầu từ cha mẹ, nơi mà học được bao dung và yêu thương. Cha mẹ dù có thế nào, chúng ta đều phải yêu thương họ, hiếu kính họ, tôn trọng họ. Mọi người nếu mà ngay đến cả cha mẹ cũng không chịu bao dung, khẳng định là kẻ tiểu nhân, thường hay tính toán so đo, lòng dạ hẹp hòi, không có phúc khí lớn. Không có phúc khí lớn, vậy làm sao có thể thành tựu được đại sự? Vậy nên các bậc hoàng đế thời xưa khi tuyển chọn quan viên đều sẽ đặt những người có lòng hiếu thảo ở vị trí đầu tiên. Cũng vậy, những ai lựa chọn bạn đời nhất định phải xem người đó có hiếu thảo hay không ở vị trí đầu tiên. Người bạn trai đó đối với cha mẹ mình có tình cảm trách nhiệm hay không? Cô bạn gái đó đối với cha mẹ có lễ phép ngoan ngoãn vâng lời hay không? Đối với cha mẹ là đòi hỏi hay là báo ân? Nếu không, người mà ngay đến cả cha mẹ cũng đều không thể bao dung, sau này sẽ không thể bao dung cho những thiếu sót của bạn cũng như thiếu sót của cha mẹ. Trên đường đời, nhân duyên của loại người này cũng sẽ không tốt đẹp được đến đâu. Là cha mẹ người ta thì bất kể con cái của mình có như thế nào đi nữa, đều sẽ yêu thương nó, nuôi nâng nó, mong sao con cái sau này có được tiền đồ sáng lạn, cả một đời thuận lợi bình an, vui vẻ, hạnh phúc. Tuy vậy, nếu như những người đã làm cha mẹ rồi, ngay đến cả tấm lòng bao dung cha mẹ của mình cũng đều không có. Con cái của họ ngay từ khi còn nhỏ đã nghe quen tai, nhìn quen mắt, thử hỏi chúng làm sao có thể có được một con tim, tấm lòng rộng mở đây. Không có tấm lòng rộng mở, đời người đâu đâu cũng đều sẽ gặp phải trở ngại. Thì tự hỏi tiền đồ sáng lạng ở đâu ra, vui vẻ hạnh phúc ở đâu ra đây. Sau này khi con cái lớn lên, cha mẹ tuổi tác đã già, cần được con cái chăm sóc, con cái chắc chắn sẽ so đo tính toán với cha mẹ. Làm người cần phải tận tròn đạo hiếu, đây là bước đầu tiên để thay đổi vận mệnh. Bởi chúng ta làm người, ngay đến cả cha mẹ có ơn sinh thành dưỡng dục với mình cũng đều không bao dung được. Vậy thì thử hỏi làm sao có thể có được tấm lòng bao dung được cả thiên hạ rộng lớn đây. Làm cha mẹ người ta, nếu như muốn con cái có được đường đời hạnh phúc, thuận lợi, bản thân cần phải hiếu thuận với cha mẹ già. Người có lòng ôm chi lớn, trước hết cần phải làm được từ bao dung cha mẹ mình. Cần phải bao dung được bản tính cố chấp của cha mẹ, tận tâm tận tụy chăm sóc tốt cha mẹ. Đây cũng là bước đầu tiên trong việc tu tâm dưỡng tính.
Sau đây, mời quý khán thính giả xem nghe tiếp. Gửi con trai, con dâu của mẹ, các con à, mẹ không phải là ô sinh. Cha mẹ đến tuổi già, thường muốn được sum vầy bên các con, các cháu. Thế nhưng, không ít người sau đó phải gồng mình để quán xuyến mọi việc trong gia đình, nghiễm nhiên trở thành ô sinh bất đắc dĩ. Ngày mẹ lên sống cùng các con, bắt đầu là ngày con dâu có bầu. Con dâu nghén quá, nên các con về đón mẹ lên để chăm sóc. Mẹ vui mừng lắm. Tuổi già rồi, cả một đời chăm sóc các con, còn không kể công thì đâu xá gì một vài việc cõng con. Mà khi mẹ thật sự muốn được gần con, gần cháu, nhưng cũng bắt đầu từ đấy, mẹ cảm thấy mình thật khó để thích nghi. Con dâu nghén không thể ăn, mẹ sợ ảnh hưởng đến các cháu nên cố gắng thay đổi món. Một ngày mẹ nấu 5 bữa, toàn thời gian chỉ dành vào đi chợ và nấu nướng. Mong con ăn nhiều, cho mẹ khỏe con khỏe. Quần áo các con thay ra, mẹ cũng là người đi gom nhặt, giặt và phơi. Cơm nhà ăn xong, các con tự nhiên về phòng ngủ. Chỉ mình mẹ lủi thủi thu dọn như một phận sự đương nhiên. Món nào không vừa miệng, các con nhăn nhó chê bai, mà không nhìn thấy tình yêu của mẹ trong đó. Nhà có bẩn thì mẹ là người ngứa mắt đầu tiên. Các con đã quen với nhà bẩn hay đã quen với việc có mẹ ở bên. Lịch sinh hoạt của các con cũng phải để mẹ theo dõi và nhắc nhở. Mẹ có lỡ nhắc nhiều lần, vì thấy không thực hiện thì các con đâm ra cáu bẳn. Mẹ lỡ quên không nhắc thì các con lại nhắc nhở mẹ. Rồi cháu ra đời, cả nhà mừng rỡ hạnh phúc như thế nào. Mẹ thắp hương cho cha mà nước mắt lưng tròng. Cháu chào đời, các con thành một gia đình hoàn chỉnh. Mẹ cảm thấy đã buông được phần nào gánh nặng trên vai. Nhưng câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Cháu chào đời cũng là lúc mẹ được các con luyện cách pha sữa buổi đêm, luyện cách cho trẻ bú bình, luyện cách sử dụng máy hâm sữa. Thậm chí mẹ được luyện cả cách sử dụng máy hút sữa mà chưa biết để làm gì, cách chăm trẻ nhỏ. Mẹ dường như phải học lại từ đầu. Những gì mẹ làm đều không vừa ý các con, bởi đó đã là lỗi thời, là cổ hủ. Bên cạnh đó, mẹ vẫn phải duy trì nhịp sống gia đình. Lúc này khi con dâu ăn một khẩu phần riêng, còn lại mẹ và con trai ăn một khẩu phần riêng để cháu có sữa bú. Mẹ mua chân giò, mua đu đủ về nấu cho con dâu ăn. Mẹ đau đầu vì thay đổi món, thay đổi cách nấu. Mẹ làm với tất cả tình yêu, nhưng thực nhiều lúc mẹ mệt mỏi lắm. Khi cháu lớn hơn, mẹ thấy mình thành ô sinh đúng nghĩa. Các con đi làm, mẹ ở nhà chơi với các cháu. Các con về, các con chơi với cháu thì mẹ lại lủi thủi bếp núc. Các con thoải mái đi du lịch vì ở nhà đã có mẹ trông cháu. Trong cuộc sống thường nhật, các con đi làm từ 6 giờ sáng đến 5 giờ chiều mới về. Một mình mẹ quay vòng với sữa, cháo, cơm nát, rồi xay, rồi giã, rồi nghiền. Chuyện tả lót, áo sống, ngủ nghê, dỗ dành, ti tỉ thứ việc không tên này đều một mình mẹ đảm trách. Mẹ biết, mẹ trong lòng các con vẫn là mẹ của ngày nào, mẹ của hàng chục năm về trước. Nhưng các con à, tất cả những thứ được coi như nghiễm nhiên ấy, được làm bởi sự gồng mình rất lớn của mẹ. Với tất cả sức lực còn lại, các con hãy một lần nhìn lại để thấy rằng mẹ không phải là ô sinh.